bác chỉnh giúp em đang ngồi trên mây được không ạ? Em đội ơn các bác rất nhiều. Nếu bạn muốn lên mây thì đu vào cánh máy bay nha. Để mấy anh da đen này giúp bạn cho. Cháu ngồi yên để cù mát xa chân cho nào. Muốn ngồi trên mây thì lên thiên đàng mà ngồi nha. Mọi người xóa giúp em hai bạn nữ kia với ạ. Đấy, xóa hai bạn nữ giúp bạn rồi đấy. Tiền thề đổi cho bạn bộ phim Bộ Già Lắm Chiếu nha. Xóa làm gì, ôm nhau cho tình cảm nha. Anh em trong nhóm giúp mình với người yêu thay cho cái background nào đẹp xíu được không ạ? Anh em FA thông cảm xíu nha. À đủ, hai bạn này hết chỗ ngồi hay sao? Mà ra bài rác ngồi tâm sự thế. Xung quanh toàn là nước ấy. Cơ thể ăn đang bị ướt ấy. Vãi, mới tí tuổi đầu mà đã dắt nhau vào nhà nghỉ rồi. Như thế này là không được đâu nha. À đủ, đi ỉa mà cũng hôn nhau được kìa. Thật là vãi chưởng. Cứ tôi với, tôi không biết bơi. Ra nghĩa địa vào ban đêm mà tâm sự cho vắng vẻ nhá. Thôi, đùa thế đủ rồi, tặng bạn bức ảnh có tấm đấy. Photoshop cho chị Ngọc Trinh đang nằm lên đùi em với ạ. Ê, trả lại cho tao cái quần. Trả lại cái quần, trả lại cái quần, trời ơi. Đây, Ngọc Trinh của bạn đây. Ngọc Trinh này là hot girl dưới âm phủ đấy. Nhờ các cao nhân chỉnh giúp em thêm đôi giày, đang đánh nhau cùng với đám thích khách ạ, Thanh. Đánh nhau với thích khách thì quá tâm thương rồi. Đánh nhau với đám lính cầu này mới bá đạo hơn nhiều. Mọi người có ý tưởng gì cho mình ngầu ngầu xíu đi ạ, Thanh trước ạ. Tư thế này sao giống như đang đi vệ sinh thế nhỉ? Nhờ các cao nhân sửa hộ cái bảng em đang nhìn với, đúng khoảnh khắc quá. Đây, mình bóc vỏ ra giúp bạn luôn đấy. À đủ, giao diện này trông có vẻ quen quen nhỉ. Thôi, đùa đủ rồi, tặng cho bạn con báo cực kỳ ngầu luôn nha. Các cao nhân thay cho em cái background đẹp hơn với ạ. À đủ, background này trông chất thế nhỉ. Chuyện là hồi trước mình cưỡi con gà Tây mà nó cười to hơn cả mình, nên nhờ anh em cho nó khép miệng lại hoặc quay đầu nó sang chỗ khác cũng được. Chỉnh làm gì cho mất công, đeo cái khẩu trang cho nó là được rồi. À đủ, con đà điểu này có hàm răng đẹp thế nhờ. Mọi người làm ơn giúp em vô cảnh nào máu máu, hiếu chiến với, chứ lính kiểng không ra trận được. Bạn cứ nhặt tiền tự nhiên đi, mình không nói cho ai biết đâu. Nhờ con bạn chụp hộ bức ảnh nghệ thuật mà nó chụp thành như này. Nhắn trí làm ván cờ caro ngay. Nhờ các cao nhân thay cho em cái background đẹp hơn với ạ.
đủ, bạn này kinh đấy. Tàu tống vào người mà tàu hư, còn bạn này không bị gì cả, thật là vãi trường. Mình xin nhờ các bạn trong nhóm xóa giúp bạn nữ bên cạnh mình ạ. Cảm ơn các bạn nhiều. Ê, cãi tay, bậy quá. Các cao nhân giúp em xóa cậu bé đứng bên trái giúp em với. Em cảm ơn trước nhé, hi hi. Ông muốn xóa ai? Anh ơi, chơi BD không anh ơi? Mày dám xóa tao hả? Tao cướp người yêu mày luôn. Thôi, đùa thế đủ rồi. Tặng hai bạn bức ảnh có tấm đấy. Mọi người xóa giúp em cô lái đò đằng sau với ạ. Em cảm ơn. Đã xóa cô lái đò ở phía sau, khỏi cần cảm ơn nhá. Vào nhà cầu mà ngồi cho ngầu nhá. Đây, xóa người giúp bạn rồi đấy, khỏi cần cảm ơn nhá. Tiện thể đổi cho bạn cảnh khác đẹp hơn đấy. Nhờ các anh chỉnh cho em đẹp hơn nữa được không? Xinh như thế mà vẫn chưa hài lòng thì mình chỉnh như thế này đã vừa lòng bạn chưa? Nhờ mọi người xóa hộ bé ở trên được không ạ? Bọn em chia tay rồi. Đây, đổi cho bạn Trần Đức Bó đấy. Cao nhân nào xóa người xung quanh giúp em với ạ. Em cảm ơn, mong ad duyệt. Lên trên này đừng cho cao nhá. Xóa những người xung quanh giúp bạn rồi đấy, khỏi cần cảm ơn nhá. Xóa làm gì, tặng cho bạn ảnh người yêu đấy.